Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với giáo vua. Nhưng quan trọng là thắng là được. Cơ hội. Vào trong đội hình của các cầu thủ bên phía 95, năm cái tên xuất hiện ở các tuyến, cầu thủ nào cũng thể ghi bàn. Bá Tài. Tình huống căng ngang không thành công. Đến từ Lê Tài. Lê Rất Tài. Đúng theo phương châm của đội tuyển 94, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Chỉ có mỗi đội tuyển 90 là đại diện thôi. Tuy nhiên thì với những chú lợn thì chúng ta có 83 Thạch Thắng. Vẫn là Thạch Thắng. Quá mạo hiểm. Vâng. 91 tôi bảo rồi, không cần hay. Họ cứ lập bập như may là đủ. 91 dứt điểm ít hơn mọi khi, mới chỉ có khoảng 8 pha dứt điểm thôi. Vâng đấy, tôi bảo rồi, biết ngay mà. Bóng đá nó cứ như vậy. 90 nhìn các anh 91 mà học. Bóng đá như vậy, cứ phút phụt 5 lần lại hay. Vâng, chẳng cần thiết cái gì cả. Này thì lại lợn lại dễ quay lắm. Khác gì ngựa nấu cao đâu. Lại phụt. Cứ liên tục. 6 phút phụt 12 phát. 12 pha dứt điểm rồi. Cứ phụt thôi. Có khi 1 phút 5 lần cũng có. Đó là rất nguy hiểm. Vàng suýt chút nữa tỷ số là 2-0. Bóng đá nó cứ luẩn quẩn như vậy. Không biết thế nào một lần cả. Người dứt điểm chính là Văn Phương, nhiều cơ hội và những diễn biến khó lường ở phía trước. Rất nguy hiểm. Đức Huy đã không thể chạm bóng. Trên sân thì bên phía 95 có 3 cầu thủ tên Huy. Sẽ áp dụng lỗi trùng hợp. Đối Đức Nhất. Không vào. Và đôi khi phụt ít thì lại chất lượng tương đối. Đó là tình huống xoay sở và dứt điểm không thành công đến 95 và xóm 8 Ninh Hiệp. Đây rồi. Cần nắn nót thêm một chút nữa. Bóng đá khẽ chạm chân của Thạch Thắng và đi ra ngoài. May rồi. Thì các con một tí. Bóng nhựa trông như vậy thôi nhưng tốc độ rất là cao. Lại phụt. Một điều khá thú vị đó là 95 họ mới chỉ dứt điểm được 3 tình huống hàng thôi. Tuyến hàng. Được rồi. Đấy, cứ phải phụt như vậy. Phải chất lượng như vậy. Láo nháo kiểu gì cũng có thể mà thắng được. Rất khó. Lại phụt. Đấy, ta phải đá như vậy. Người ta đá theo phong cách gọi là chiến thuật Mourinho nhân đôi. Khắc. Không có tiếng còi của trọng tài. Hoàng Lê Tài đã để mất bóng. Lại phụt rồi. Vừa rồi là pha thử vận may của Huy Thắng. Người đã ghi bàn thắng mở điểm. Wow. Suýt chút nữa thì số 2 không. Vâng, vẫn là cái tên Thạch Thắng. Lần này thì bóng đá may mắn. Trong trận đấu 90 và 94 thì 94 cũng có bàn thắng từ rất sớm. Dứt điểm ngay, không được. Bây giờ thì Lê Tài mới thực hiện pha dứt điểm. Quá nguy hiểm. Và phối hợp rất hay của 91.
giả vờ làm đường dứt điểm cột 2 nhưng không qua chạm bóng. Huy Thắng đã không thể chạm bóng. Bây giờ thì đến lượt cao thủ 95 không gặp may, vẫn là pha dứt điểm đến từ Lê Tài. Pha dứt điểm bằng chân phải cũng rất căng của Lê Tài. Nhưng đó thì khi đó nhà văn hóa sẽ không phải bật điện. Lại một tình huống dứt điểm nhưng không có bàn thắng. Tình huống dứt điểm không ai khác, và như vậy là có bàn thắng rồi. Vâng, đúng là cái tên được chờ đợi nhất. Thằng thắng đã mắc sai lầm ngớ ngẩn dâng cao. Và đây là thời điểm mà 95 họ sẽ có quyền tự tin để nghĩ đến một chiến thắng chứ không phải là sút penalty nữa. Rất căng thẳng. Và cái đội 95 này thậm chí còn đỏ hơn cả đồng niên 90. Và bây giờ thì không phòng ngự được nữa rồi. Sai lầm lại đến từ cái tên Thạc Thắng. Và sai lầm đến từ cái tên Thạc Thắng. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.